Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đứng bên cạnh một con khủng long Toyota Land Cruiser LC300. Nó quá đẹp đi. Đầu tiên thì mình vô coi cái động cơ trước đi. Xe hàng xịn đó, nắp capo rất dày nhưng mà mở rất nhẹ nhàng tại nó có trợ lực. Động cơ 3.5 V6 Twin Turbo, công suất lên đến hơn 400 mã lực. Quá dữ dội. Mô men xoắn ở mức là 650 Nm, rất là mạnh. Tiếng đóng cửa chắc nịch. Cửa sổ trời. Nội thất nhìn quá là đã. Nhìn vô khu vực này là đúng chiếc xe mơ ước luôn. Rồi. Vô lăng kiểu mới rất là đẹp. Đặc biệt tôi rất là thích cái khu vực này. Thì cái lại nhìn rất là đã luôn. Tiếp theo chúng ta nói về hệ thống giải trí cũng như là thống điều hòa. Thì nói về thống điều hòa trước. Chiếc xe này có khu vực thiết kế hệ thống điều hòa nhìn rất là ấn tượng. Về điều hòa thì có 4 vùng độc lập, 2 dàn lạnh, có khả năng sưởi và làm mát ghế ở hàng ghế trước và hàng ghế sau luôn. Ngoài ra có tính năng sưởi vô lăng mà cái này chắc ít xài ở Việt Nam. Đấy là về điều hòa. Còn hệ thống giải trí á, thì có một màn hình hơn 12 inch rất là lớn ở đây. Nhìn các cái thông tin về xe điều hòa có thể hiển thị trên này nè. Hệ thống điều hòa trên này có thông mát làm sưởi ghế nè. Về nhạc thì xe được trang bị tới 14 cái loa JBL tha hồ quẩy á. Thôi nói nhanh về các cái chế độ lái off-road đi. Đấy là thế mạnh của con này. Thứ nhất, chiếc xe này xài tới là xe 2 cầu với 3 bộ vi sai cho nên đi địa hình rất tốt. Để chúng ta có chế độ lái là H4 nè, là chế độ lái 4 bánh tốc độ cao, và L4 là chế độ lái tốc độ thấp. Và muốn chuyển từ H4 qua L4 thì cần số phải để N. Rồi sau đó chúng ta nhấn này xuống, kéo xuống L4 thì xe sẽ chuyển đổi qua chế độ 4LO. Khi chúng ta vận hành ở H4 hay L4 vẫn có thể khóa vi sai trung tâm. Thì đây là một bộ vi sai là nó có vi sai trung tâm nè. Nhấn và khóa vi sai trung tâm. Khu vực này mới gọi là hấp dẫn nhất. Nếu mà ở L4 thì mình có thể chọn được các chế độ vượt đa địa hình Multi Terrain Select là cái MTS này. Khi mình nhấn nút MTS thì mình sẽ lựa chọn bằng cái nấm xoay này. Đó. Thì bây giờ ở trên màn hình nè, mình sẽ thấy các chế độ là một là Auto là chạy tự động và nó sẽ xe sẽ tự động thoát nghi luôn. Còn không thì mình chuyển qua Sen là chế độ cát, Mod là chế độ bùng lầy, Rock là chế độ đi đá. Đó, có 4 chế độ lái như vậy. Cái chế độ Ride Mode này chỉ chọn được ở chế độ H4 thôi. L4 thì không cho chọn cái này, cho nên tôi chuyển nó về H4 này. Rồi H4 thì nhấn nút này, Ride Mode thì ở đây mình có sẽ thể chọn được. Tiếp tục xoay cái nút này để chọn. Thì có 3 chế độ là Eco nè, Normal và Sport. Đó. Đặc biệt của con Land Cruiser là có chế độ này. Thì khi mà mình nhấn mình tắt hoặc là mở cái crawl lên nè, giờ mở lên nè, thì mình có thể chọn được vận tốc nè, vận tốc nó bò nhanh hay chậm. Đó, đã chưa? Có mấy mức? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mức vận tốc khi mình xoay cái nút này. Khi mà mình sử dụng chế độ bò này rồi là không cần đạp thắng, cũng không cần đạp ga gì hết á. Chỉ cần đánh lái thôi là lúc đó xe tự bò tới. Ấn tượng nhất là cái này. Truyền lực, hệ thống truyền lực của xe thì có thể mở rộng ra nè. Nhìn này là phê, cho biết là đang thắng hay là đang đạp ga. Góc nghiêng của xe, góc lên dốc của xe là bao nhiêu độ nè. Góc nghiêng của xe là bao nhiêu độ luôn. Không, đây là nghiêng, còn đây là độ dốc. Đó, quá trời đã. Lực nó truyền như thế nào, đang truyền ra sao thì cũng được. Đó, ví dụ như giờ tôi gài số nè, tôi đạp tới nè. Đó, thì nó sẽ cho cái truyền lực như thế nào. Trong điều kiện có cái bánh nào bị trơn trượt hay không thì nó sẽ hiển thị lên trên này luôn. Thế mình đánh lái, cái bánh xe nó lái theo này không? An toàn thì chiếc xe này tới 10 túi khí, còn có TSS, tóm lại là full về an toàn.
khỏi phải nói nhiều, là mình cũng biết chiếc Land Cruiser là chiếc xe chuyên mà được rất là được tin tưởng dành cho những yếu nhân và thường chọn mua chiếc xe này thì rất là tuyệt vời. Thì trong thời gian ngắn như thế này thì tôi chỉ đi sơ lược qua cho các bạn về chiếc xe Land Cruiser này như thế thôi. Hy vọng là tôi có thể làm một cái clip dài hơn, review kỹ hơn về chiếc xe này để gửi đến các bạn. Tạm biệt các bạn nha.